Vào ngày 18 tháng 3 vừa qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã thông cầu Tanakale bắc qua eo biển Dardanelles, nối liền hai đại lục Á-Âu. Cầu có chiều dài 3.563 mét, là cầu treo dây võng dài nhất thế giới. Nhờ chiếc cầu mới mà thời gian đi lại được rút ngắn đi rất nhiều. Nhờ chiếc cầu mới mà thời gian đi lại được rút ngắn đi rất nhiều, thay vì phải đi phà mất hơn một tiếng như trước. Tham dự lễ thông cầu, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan phát biểu, Giờ đây thời gian đi lại giữa hai đầu cầu chỉ mất 6 phút. Cầu treo dây võng nổi tiếng là có độ khó cao trong quá trình xây dựng, tuy nhiên chiếc cầu này của Thổ Nhĩ Kỳ đã được xây dựng hoàn toàn bằng công nghệ của Hàn Quốc từ khâu thiết kế tới thi công. Đại diện công ty DLENC của Hàn Quốc, đơn vị thi công phát biểu, cây cầu này đã chứng minh được trình độ công nghệ xây dựng cầu treo dây võng của Hàn Quốc. Doanh nghiệp Hàn Quốc đã hoàn tất thành công mọi công đoạn từ huy động tài chính tới thiết kế và thi công. Cầu Tanakale có độ cao của trụ chính lớn nhất thế giới, khoảng cách giữa hai trụ chính là 2023 m cũng là dài nhất thế giới, phá vỡ giới hạn về công nghệ vốn chỉ dừng ở 2.000m với loại cầu này. Do eo biển nơi xây dựng thường xuyên có gió lớn, nên cầu được thiết kế với độ an toàn cao, có thể chịu đựng sức gió lên tới 91m trên dây. Cầu được thi công trong vòng 4 năm, huy động 17.000 nhân lực tham gia xây dựng, sử dụng khối lượng bê tông đủ để xây 2.300 căn hộ chung cư và lượng thép đủ để sản xuất 150 máy bay. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ nhận định, cầu Tanakale được khánh thành sẽ có thể tiết kiệm được hơn 400 triệu euro mỗi năm. Đại diện Tổng công ty Đường bộ Quốc gia của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, mục đích chính của dự án này là kết nối tuyến đường thương mại, rút ngắn khoảng cách và tiết kiệm thời gian di chuyển cho người dân.